gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắm trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Xưa giờ già hơn trước.
30 năm sau ngày ra trường, cảm giác thật bồi hồi xúc động khi về mái trường xưa. Trường nay đã hiện đại lên rất nhiều. Các bạn thì mái tóc đã điểm màu thời gian, nhưng chúng ta đã là những người trưởng thành, chúng ta là người có ích cho xã hội. Cũng mong rằng là các thế hệ học sinh của trường Thiên Cát sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để là những người có ích cho xã hội. Và các bạn chúng ta, các cô giáo của chúng ta, các thầy cô của chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, các bạn luôn luôn bình an mạnh khỏe, thành công trong công việc. Chào thân ái. Chào các bạn, hôm nay sau 30 năm mình được quay trở lại trường xưa thì cảm xúc thật là khó tả, bồi hồi khó tả. Bao nhiêu những cái kỷ niệm ngày xưa mà mình cứ tưởng mình quên thì nó ùa về rất là nhiều. Trường thì nhìn vẫn khuôn viên cũ nhưng mà có nhiều, mọi thứ cũng thấy đổi thay rất là nhiều. Rất là vui mừng khi mà được quay lại nơi đây. Và cũng thấy thực tự hào khi mình là được là một học sinh, một trong những học sinh đầu thời kỳ đầu tiên mà được học tại ngôi trường này. Cũng mong là có nhiều dịp được tụ họp lại để ôn lại những kỷ niệm xưa như buổi học ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Chào các bạn, hôm nay mình rất là vui khi trở về mái trường yêu dấu của mình cách đây 30 năm về trước. Mình cảm thấy rất là bồi hồi, xúc động được gặp lại cô giáo, được gặp lại các bạn thân yêu của mình. Mà mình mọi cảm xúc về trường của mình bao nhiêu năm nó dồn lại và mình nhớ rất là những cái kỷ niệm ngày xưa nó ùa về trong mình. Mình nhớ những tiết học mà trên lớp, những cái trò nghịch ngợm của các bạn, là mình cảm thấy là cái cảm xúc nó như là cái ngày mình cách đây 30 năm, mình cảm thấy rất là vui. Và nhìn thấy các cô, các bạn đều rất là trưởng thành và mình rất thấy là mừng, rất là hạnh phúc. Nhân dịp này thì mình chúc cô giáo và các bạn luôn luôn mạnh khỏe. Và trong cuộc sống thì mọi cái đều thuận lợi, và mình hy vọng là có rất nhiều cuộc gặp mặt ý nghĩa như này về sau, nhiều năm sau nữa, luôn để mình được gặp lại cô giáo và các bạn.